Tưởng bất phân thắng bại, nhưng Trấn Thành lại thua kém Trường Giang ở lĩnh vực này. Trấn Thành chưa có vai diễn điện ảnh ghi dấu ấn tên tuổi và khá kém duyên với các giải thưởng ở lĩnh vực này. Trấn Thành, Trường Giang nổi lên cùng thời và đang là hai danh hài có độ phủ sóng dày đặc trong các game show truyền hình và truyền thông. Dù từng hợp tác không ít chương trình, song Trấn Thành, Trường Giang thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí còn có tin đồn cả hai đang có cuộc đua ngầm trong làng giải trí. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Trấn Thành từng thừa nhận giữa anh và Trường Giang có sự cạnh tranh công khai tử tế. Ông xã Harry Won nhấn mạnh, đã làm nghề thì ai cũng muốn đứng đầu bảng. Và việc coi nhau làm đối thủ chính là chất xúc tác để cả hai phấn đấu nhiều hơn nữa trong sự nghiệp. Xét tổng thể thời điểm hiện tại, rất khó phân định sự hơn thua giữa Trấn Thành, Trường Giang. Tuy nhiên, chỉ nhìn nhận trong lĩnh vực điện ảnh, Trường Giang đang sở hữu ưu điểm vượt mặt Trấn Thành. Cụ thể, sau 8 năm theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Trấn Thành đã tham gia hơn 10 bộ phim chiếu rạp và hầu hết anh đều được mời đóng vai chính hoặc những nhân vật quan trọng của dự án. Đóng nhiều phim hơn Trường Giang nhưng Trấn Thành chưa có vai diễn để đời và khá kém duyên với giải thưởng ở hạng mục phim điện ảnh. Sau khi nhắc đến tên Trấn Thành, khán giả sẽ nhớ đến anh nhiều hơn với vai trò MC diễn viên hài, chứ chưa có vai diễn điện ảnh nào dù đủ sức hút để ghi dấu ấn tên tuổi. Bên cạnh đó, trong bộ sưu tập giải thưởng mình từng nhận được, Trấn Thành cũng chỉ được vinh danh tại hạng mục người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên hài, chứ chưa từng một lần bước lên bục nhận giải với tư cách diễn viên điện ảnh. Trường Giang có số lần đóng phim điện ảnh ít hơn Trấn Thành với 9 lần góp vai lớn bé khác nhau. Nhưng nếu một số vai như Tám Tiết của Dài Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ, Tí Lát của Sơn Đẹp Trai chưa được công chúng đánh giá cao, thì từ năm 2016 cho đến nay, Trường Giang lại là ngôi sao ăn khách ở lĩnh vực này. Năm 2016, Trường Giang bắt cặp với Angela Phương Trinh trong dự án Taxi Em Tên Gì. Vai thượng phong trong Taxi Em Tên Gì mang lại cho Trường Giang nhiều giải thưởng lớn. Ngoài đảm bảo doanh thu cho đoàn phim, vai diễn của anh thượng phong hài hước giúp anh nhận được giải thưởng nam diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng Mai Vàng lần thứ 22. Chưa dừng ở đó, lễ trao giải thưởng điện ảnh Ngôi Sao Xanh 2016, Trường Giang nhận thêm cú đúp nam diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn và nam diễn viên xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn cùng với vai nam chính trong Taxi Em Tên Gì. Thành tích này giúp Trường Giang nở mày nở mặt vì sự cố gắng được cả giới chuyên môn khán giả ghi nhận. Dịp Tết Nguyên Đán 2018 vừa qua, Trường Giang tái xuất màn ảnh với việc đảm nhận vai cặp em song sinh Thế Sơn Tùng Hero trong Siêu Sao Siêu Ngố. Dù phim ra rạp trong thời điểm danh hài xứ Quảng vướng lùm xùm chuyện cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình, song dự án và vai diễn của Trường Giang vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Đến đầu tháng 3 vừa qua, Siêu Sao Siêu Ngố chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng và lọt top 4 phim Việt doanh thu cao nhất trong lịch sử. Thành công này có một phần góp sức không nhỏ nhờ chính tên tuổi của Trường Giang. Việc đoạt giải thưởng hay phim ăn khách còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đôi khi là cả sự may mắn. Và khán giả vẫn tiếp tục chờ đợi Trấn Thành, Trường Giang có thêm nhiều vai diễn ấn tượng hơn trong tương lai.